Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Sáu ngày 21 tháng 8 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin gọi tập là trùm mafia cựu giáo sư trường đảng của Trung Quốc bị lột thẻ. Ngày 17 tháng 8 năm 2020 vừa qua, bà Thái Hà, 68 tuổi, cựu giáo sư trường đảng của Trung Quốc bị khai trừ khỏi đảng và tước các quyền lợi hưu trí vì dám gọi Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản, ông Tập Cảnh Bình là ông trùm mafia và Đảng Cộng sản cầm quyền là thây ma chính trị. Hôm thứ Hai, ngày 17 tháng 8, trường đảng đã thông báo khai trừ bà Thái ra khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc, đồng thời cắt hết quyền lợi hưu trí của bà bởi vì bà đã có những phát biểu có vấn đề trầm trọng về chính trị, hủy hoại danh tiếng của đảng. Đây là hình ảnh bà Thái Hà, một đảng viên kỳ cựu vừa bị khai trừ khỏi đảng vì bất đồng chính kiến. Thông báo trên trang web của trường nói rằng quyết định kỷ luật bà Thái là kết quả của cuộc điều tra của bộ phận chống tham nhũng của trường phối hợp với ban tổ chức trung ương của đảng, nhưng không nhắc lại những phát biểu của bà Thái. Trong một đoạn ghi âm vào hồi tháng 6, được hai nhà quan sát Trung Quốc cho là lời của bà Thái, nói rằng thay thế ông Tập Cảnh Bình ở cương vị lãnh đạo đảng là bước đi đầu tiên để Đảng Cộng sản Trung Quốc tự cứu lấy mình. Giọng nói được cho là của bà Thái cũng gọi ông Tập là ông trùm băng đảng mafia, đã biến Đảng Cộng sản Trung Quốc thành công cụ riêng của cá nhân và Đảng Cộng sản chỉ còn là một cái xác sống chính trị. Bà nói, nếu Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị, tức là tổ chức lãnh đạo chóp bu của Đảng Cộng sản Trung Quốc có 7 thành viên do ông Tập cầm đầu, có chút ý thức nào về trách nhiệm với nhân dân, với đất nước và với đảng, thì nên triệu tập một cuộc họp phế truất ông Tập. Không rõ phát biểu của bà Thái nói ra lúc nào, ở đâu và nói với ai. Bà Thái được cho là người ủng hộ tự do hóa chính trị ở Trung Quốc. Sau khi thông tin về vụ kỷ luật được đưa ra, tờ báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng ở Hồng Kông đã nói rằng bà Thái vẫn an toàn và mạnh khỏe ở Hoa Kỳ nhưng không cho biết chi tiết. Đây là hình ảnh chụp bài báo trên báo The Guardian về bà Thái Hà được đăng vào ngày 18 tháng 8 năm 2020. Tờ báo Anh The Guardian có bài viết mô tả cuộc phỏng vấn độc quyền với bà Thái Hà cũng cho biết bà hiện đã không còn ở Trung Quốc nữa. Bà Thái từng yêu cầu báo này không đăng tải bài phỏng vấn của bà hồi tháng 6 vì lo ngại an toàn cho gia đình bà. Bà Thái nói với tờ báo này rằng bà vui vì bị khai trừ khỏi đảng. Bà nói tiếp, dưới chế độ của ông Tập Cảnh Bình, Đảng Cộng sản Trung Quốc không phải là lực lượng cho sự tiến bộ của Trung Quốc. Trên thực tế, đó là một trở ngại cho sự tiến bộ của Trung Quốc. Tôi tin rằng mình không phải là người duy nhất muốn bỏ đảng. Nhiều người muốn rời bỏ đảng này. Tôi đã định bỏ đảng từ nhiều năm trước khi không thể nói nữa và tiếng nói của tôi bị chặn hoàn toàn. Bà Thái cho biết bà đã muốn rời Đảng Cộng sản Trung Quốc từ năm 2016. Và bà tin rằng sự bất mãn trong đảng đang lan rộng, đặc biệt là người thuộc thế hệ của bà. Theo bà, trong nội bộ của Đảng Cộng sản đang có sự phản đối tương đối mạnh mẽ, nhưng ít người dám lên tiếng vì sợ trả thù chính trị bằng hình thức kỷ luật nội bộ đảng và chiêu trò cáo buộc tham nhũng. Vào ngày 18 tháng 8 năm 2020, ngay sau khi bị khai trừ khỏi đảng, bà Thái đã mạnh mẽ lên tiếng như sau. Bây giờ tôi có nhiều tự do hơn. Phát biểu của tôi không có bất kỳ ràng buộc nào. Tôi chịu trách nhiệm về lương tâm và nguyên tắc của chính mình. Nhiều người bạn tốt của tôi khi biết tin về việc tôi bị khai trừ khỏi đảng đã vui mừng. Họ nghĩ rằng đó là điều tốt. Theo tờ báo The Guardian cho biết, khi có đoạn ăn nghiêm dò dỉ hồi tháng 6, bà Thái đã từng tố cáo ông Tập đổ lỗi rằng chính ông đã biến Trung Quốc trở thành kẻ thù của thế giới, kiểu bình luận rất hiếm thấy và gây chấn động trong đảng và ở Trung Quốc. Đây là hình ảnh trường đảng Trung ương của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nơi đào tạo những cán bộ quan chức cho đảng và cũng là nơi bà Thái giảng dạy và công tác nhiều năm. Theo bà, quyền lực vô biên của ông Tập đã khiến dẫn đến những sai lầm không thể tránh khỏi, chẳng hạn như việc xử lý đại dịch COVID-19. Bà Thái nói tiếp như sau, nếu ông ấy biết vào ngày 7 tháng 1 thì tại sao đến ngày 20 tháng 1 mới thông báo dịch? Nói cách khác, việc mọi người che giấu thông tin từ ông ấy là hệ quả của hệ thống. Ông ấy không công khai hay huy động nguồn lực thì ông không phải chịu trách nhiệm hay sao? Câu hỏi được đặt ra. Và trước khi nghỉ hưu, bà Thái Hà dạy môn chính trị, nhân dân, dân chủ tại trường Đảng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, nơi đào tạo những cán bộ quan chức cấp cao được quy hoạch của Đảng Cộng sản, chuẩn bị cho họ nắm quyền và các chức vụ lãnh đạo. Bà cũng là cháu của một nhà cách mạng tiền bối của Đảng Cộng sản Trung Quốc, có lý lịch đỏ và đã dạy ở trường đảng suốt 40 năm từ năm 1992. Và bà là nhân vật nổi tiếng thứ ba bị kỷ luật gần đây do phê phán Đảng Cộng sản và ông Tập Cảnh Bình. Gần đây Bắc Kinh đã trấn áp một số học giả nổi tiếng vì bất đồng quan điểm. Vào tháng trước, giáo sư Từ Trương Nhuận,
khoa luật trường Đại học Thanh Hoa, tức là trường cũ của ông Tập, đã bị công an bắt và sau đó bị buộc thôi việc vì viết bài phê phán thất bại của ông Tập Cảnh Bình trong công cuộc ngăn chặn dịch cúm Vũ Hán. Cũng tháng trước, ông Nhậm Chí Cường, một doanh nhân thành đạt, chủ tịch của một công ty bất động sản quốc danh, đã bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và cách chức vì dám gọi ông Tập là thằng hề. Vào hôm 6 tháng 7 năm 2020 vừa qua, khoảng 20 an ninh và 10 xe cảnh sát được huy động để bao vây khu nhà ở ngoại ô ở Bắc Kinh để bắt giáo sư Hứa Trương Nhuận, nhà trí thức 57 tuổi, là tiếng nói quan trọng phản đối Tập Cảnh Bình trong 2 năm qua. Đây là hình ảnh giáo sư luật Đại học Thanh Hoa Hứa Trương Nhuận bị cấm dạy và không được tiếp xúc với sinh viên vào hồi tháng 3 năm 2019 và bị bắt vào hồi tháng 7 năm 2020. Một người thân cho biết công an, an ninh nói với họ lý do bị bắt là vì quan hệ với gái mại dâm. Điều mỉa mai là chính giáo sư từ năm 2016 đã tố cáo trò bẩn của an ninh Trung Quốc, dùng lời lẽ này để bôi nhọ người đấu tranh. Từ sau cái chết của giải Nobel Hòa Bình Lưu Hiểu Ba, qua đời trong cảnh tù tội vào năm 2017, Hứa Trương Nhuận là một trong những tiếng nói cuối cùng đòi hỏi cải cách chính trị, tố cáo sự độc tài của Tập Cảnh Bình và sự trở lại của nạn sùng bái lãnh tụ thời Mao. Ông đã cảnh báo từ nhiều năm qua rằng Tập Hoàng đế đưa chúng ta trở về một thời kỳ u ám của sự sợ hãi và tước đoạt. Bằng ngôn ngữ ẩn dụ và nhiều điển tích, vị giáo sư báo động là ông ta hủy hoại cuộc sống của người dân, của giới trí thức và gieo rắc tai họa cho thế giới. Hứa Trương Nhuận biết mình đã bị theo dõi chặt chẽ từ tháng 2, thời điểm đại dịch bùng phát dữ dội. Ông treo hẳn một túi sách với đồ dùng cá nhân ở gần cửa để sẵn sàng cho ngày bị bắt. Trong bài cảnh báo virus khi cơn giận vượt lên nỗi sợ về vụ Lý Văn Lượng, ông đã viết mình sẽ bị trả thù. Đây có thể là bài viết cuối cùng. Tuy vậy, vào tháng trước, ông còn đăng một bài nữa tố cáo sự mù quáng của các lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc khi người dân phải chịu đựng hết thảm họa này đến thảm họa khác. Sau khủng hoảng dịch tễ là thất nghiệp, nạn lụt ở miền Nam Trung Quốc làm hàng trăm người chết và mất tích, giáo sư cho rằng Trung Quốc phải nhìn nhận các sai lầm trong xử lý dịch bệnh. Nhưng gây chấn động nhất là vào mùa hè năm 2018, trong một lá thư đăng trên mạng xã hội được lan truyền rộng rãi bất chấp kiểm duyệt, ông tố cáo như sau. Sau 40 năm cải cách, bỗng chốc chúng ta lại quay lại với chế độ cũ. Trước đó vài tháng, Tập Cảnh Bình đã hủy bỏ giới hạn trong hiến pháp để có thể trở thành một chủ tịch trọn đời. Bài viết này đã khiến Hứa Trương Nhuận bị mất chức giáo sư của trường đại học danh giá Thanh Hoa và bị điều tra. Giới phân tích cho rằng, việc công bố cách đây vài ngày những bài viết của Hứa Trương Nhuận bằng tiếng Anh trên các trang web phương Tây có thể đã định đoạt số mệnh của anh, khiến ông bị bắt. Tiếp đó, đến hôm 23 tháng 7, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Bắc Kinh thông báo cựu chủ tịch tập đoàn bất động sản nhà nước Huy Ân Nhậm Chí Cường để bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đây là hình ảnh ông Nhậm Chí Cường, tỷ phú bất động sản, nhân vật rất có tiếng nói trong giới tài phiệt cũng như trên mạng xã hội Weibo, bị bắt vào hồi tháng 3 và bị khai trừ khỏi Đảng vào hồi cuối tháng 7 năm 2020 vừa qua. Ủy ban này cáo buộc ông Nhậm đã mất niềm tin và không tuân thủ đường lối của Đảng về các vấn đề nguyên tắc quan trọng, bôi nhọ hình ảnh của Đảng và nhà nước cũng như không ngay thẳng trung thành với Đảng. Theo thông báo, ông Nhậm cũng bị cáo buộc dùng công quỹ đi chơi golf, sử dụng văn phòng và nhà ở được các doanh nhân chu cấp miễn phí và thu lợi bất hợp pháp khoản tiền lớn. Những nguồn thu bất hợp pháp của ông Nhậm đã bị tịch thu và ông sẽ bị truy tố tại tòa, thông báo cho biết, song không đề cập tới bài viết của ông Nhậm chỉ trích cách chính quyền Trung Quốc xử lý COVID-19. Bạn bè cho biết đã mất liên lạc với ông Nhậm, 69 tuổi, từ ngày 12 tháng 3 sau khi ông đăng bài viết. Và bài viết của ông được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội trong và ngoài nước, nhưng đã bị xóa ở Trung Quốc. Trong bài viết, ông Nhậm cho rằng Trung Quốc thiếu tự do báo chí, ngôn luận đã khiến tình hình dịch bệnh trở nên tồi tệ hơn. Ông Nhậm viết như sau. Dịch bệnh này đã tiết lộ một thực tế là quan chức đảng và chính phủ chỉ quan tâm bảo vệ lợi ích của chính họ và lãnh đạo chỉ quan tâm bảo vệ lợi ích và vị trí cốt lõi của họ. Bài báo cũng tập trung phê phán bài diễn văn của ông Tập Cảnh Bình tại hội nghị trực tuyến toàn quốc về chống dịch cúm Vũ Hán vào ngày 23 tháng 2 năm 2020 vừa qua. Trong đó ông Tập tự đề cao mình như một người anh hùng dẫn dắt nhân dân Trung Quốc đi tới chiến thắng trong cuộc chiến tranh nhân dân chống lại virus corona. Tuy không nêu đích danh ông Tập, nhưng ông Nhậm đã viết như sau. Tôi thấy không phải một hoàng đế đứng đó khoe khoang bộ áo mới của mình. Tôi chỉ thấy một thằng hề bị lột chuồng mà vẫn cứ đòi tôn vinh mình là hoàng đế. Dù răng nhiều tấm vải cố che giấu tấm thân lõa lồ của mình,
nhưng ngươi đã không che giấu được cái tham vọng tuyệt đối được làm hoàng đế, cái quyết tâm hủy diệt tất cả những ai ngăn cản tham vọng đó của ngươi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ 6 ngày 21 tháng 8 năm 2020 với bản tin gọi tập là trùm mafia, cựu giáo sư trường đảng bị lột thẻ. Quý vị hãy chia sẻ bài viết và video này cho nhiều người cùng biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.